Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại sự kiện mở bán Oppo Find X Flip của Di Động Việt tại 79 Đồng Khởi nha mọi người. Mọi người có đang cảm nhận được bầu không khí đang dần nóng lên không mọi người ơi? Hãy cùng mình vào xem và trải nghiệm sản phẩm đó nhé. Khu vực đầu tiên, hàng ghế nóng nha, sẽ dành cho khách mời khi tham gia sự kiện. Và khu vực tiếp theo, dự sẽ là nơi mà đang có rất nhiều người đang chờ đợi. Ta-da, đó chính là khu vực trả hàng reorder Oppo Find X Flip nha. Hiện Di Động Việt đã tung ra rất nhiều ưu đãi và phần quà cực kỳ hấp dẫn dành cho khách hàng đặt trước Oppo Find X Flip, đặc biệt là trade-in thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng. Và chắc chắn rồi, không thể thiếu khu vực check-in dành cho khách reorder. Ngoài ra, mọi người còn được nhận thêm những phần quà cực kỳ xinh xắn và đáng yêu nữa. Chơi mini game thì mới được tặng đó nha. Và sân khấu chính hiện tại đang rất là nhộn nhịp và sôi động luôn mọi người, bởi mọi người đang vô cùng hứng khởi với trò chơi mini game. Và đó là tất cả những gì mọi người sẽ được trải nghiệm trong sự kiện ra mắt lần này nha mọi người. Nếu như mọi người quan tâm đến sản phẩm Oppo Find X Flip của Di Động Việt, mọi người hãy nhấp vào đường link bên dưới nha.